trong một bình kín chứa khí nitrogen dioxide màu nâu đỏ. Tạo một điều kiện xác định, khí màu nâu đỏ trong bình chuyển sang màu nhạt dần, mặc dù không có bất cứ chất nào được thêm vào. Nguyên nhân là do khí NO2 màu nâu đỏ liên tục được chuyển thành khí N2O4 không màu. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nếu khí NO2 liên tục chuyển thành khí N2O4 như vậy, thì đáng lẽ trong bình sau một thời gian thì khí nó phải không màu chứ, đúng không? Nhưng tại sao khí trong bình lại có màu nâu nhạt như vậy? Thì câu trả lời ở đây là khí N2O4 sinh ra, nó cũng liên tục được chuyển ngược lại thành khí NO2 màu nâu đỏ. Hai quá trình này diễn ra song song với nhau. Như vậy, trong bình cầu lúc này chứa đồng thời hỗn hợp cả hai khí NO2 và N2O4. Phân tử khí NO2 là hình tròn màu nâu đỏ, còn phân tử khí N2O4 không màu thể minh họa bằng hình tròn màu trắng kem nhé. Chiều phản ứng từ trái sang phải được gọi là chiều thuận, và ngược lại, chiều phản ứng từ phải sang trái được gọi là chiều nghịch. Và những phản ứng kiểu như thế này được gọi là phản ứng thuận nghịch. Tương tự, xét một phản ứng H2 cộng Y2 ra 2HI. Tại thời điểm ban đầu, ngay khi vừa trộn H2 và Y2 với nhau, chưa có phản ứng gì xảy ra, HI chưa tạo thành, nên chỉ có phản ứng theo chiều thuận mà chưa có phản ứng theo chiều nghịch. Lúc này, tốc độ phản ứng thuận đang là lớn nhất và tốc độ phản ứng nghịch đang bằng 0. Khi phản ứng xảy ra, nồng độ của H2 và Y2 giảm dần, nên là cái tốc độ phản ứng thuận nó cũng giảm dần. Cùng với đó, HI được sinh ra. HI sinh ra ngay lập tức bị phân hủy ngược trở lại thành H2 và Y2. Tốc độ phản ứng nghịch bắt đầu tăng lên. Đến một lúc nào đó, tốc độ phản ứng thuận sẽ bằng với cả tốc độ phản ứng nghịch. Và lúc này, ta nói phản ứng đã đạt trạng thái cân bằng. Vậy, trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái mà tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch. Các em chú ý nhé, khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nhiều bạn cho rằng phản ứng nó đã dừng lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy đâu nhé. Khi đạt trạng thái cân bằng, phản ứng nó vẫn tiếp tục xảy ra. Chỉ là lúc này, tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch, nên ta sẽ không thấy sự thay đổi nào trong phản ứng nữa. Và ta nói, cân bằng hóa học là cân bằng động, vì phản ứng nó vẫn xảy ra mà. Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp tục này, cho một phản ứng thuận nghịch tổng quát như sau. Ta đến với một kiến thức mới nhé, là hằng số cân bằng KC. Hằng số cân bằng có công thức là nồng độ chất C mũ C nhân với nồng độ chất D mũ D chia cho nồng độ chất A mũ A nhân với nồng độ chất B mũ B. Trong đó, ABCD trong ngoặc vuông là nồng độ của ABCD ở trạng thái cân bằng. Còn A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ là hệ số tỉ lượng của các chất tương ứng thôi. Rồi, vào ví dụ luôn nhé. Ví dụ này, bơm khí nitrogen và hydrogen vào một bình kín, sao cho nồng độ mỗi khí là 1 m. Tiếp tục thêm xúc tác và nhiệt độ để phản ứng xảy ra. Sau khi phản ứng xảy ra, hệ đạt trạng thái cân bằng. Nồng độ mol của khí NH3 là 0,02 và yêu cầu tính KC. Rồi, trước tiên viết phương trình phản ứng đã. N2 cộng H2 ra NH3 thôi. Nhớ phải cân bằng đầy đủ nhá. Ban đầu này, ban đầu nồng độ người ta cho của N2 và H2 đều là 1 và 1. Chưa có phản ứng gì xảy ra thì đương nhiên nồng độ của NH3 là 0 rồi, đúng không? Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, đề bài cho nồng độ của NH3 là 0,02. Nghĩa là trong lúc phản ứng, thằng NH3 này nó được sinh ra là 0,02. Vậy thì H2 phản ứng nó sẽ là 0,03. Vì dựa vào hệ số, ta thấy là hệ số của H2 gấp 3/2 lần hệ số của NH3, đúng không?
và N2 phản ứng là 0,01 vì hệ số của N2 bằng 1/2 NH3 thôi. Vậy thì lúc cân bằng, trạng thái cân bằng, nồng độ của N2 còn lại sẽ là 1 trừ 0,01 là 0,99 và của H2 sẽ là 1 trừ 0,03 bằng 0,97. Và hằng số cân bằng của phản ứng theo công thức nó sẽ là KC bằng 0,02 bình phương chia cho 0,99 nhân với 0,97 mũ 3. Đấy, và nó sẽ bằng 4,42 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa nhỉ? Rồi. Các em chú ý nhá, là giá trị của hằng số cân bằng KC này nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng thôi nhá. Nhìn vào giá trị của hằng số cân bằng, ta có thể biết được trong phản ứng này nồng độ của chất tham gia hay là sản phẩm sẽ chiếm ưu thế hơn. Ví dụ cho phản ứng H2 cộng Br2 ra 2HBr. Tại nhiệt độ 25 độ C, hằng số cân bằng của phản ứng là 1,9 nhân 10 mũ 19. Ở đây giá trị của hằng số cân bằng là rất lớn. Điều này có nghĩa là phản ứng rất thuận lợi theo chiều thuận, nên là hầu như các chất tham gia phản ứng hết với nhau để tạo thành sản phẩm. Và đương nhiên là nồng độ của HBr nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với nồng độ của H2 và Br2. Tương tự, ta xét một phản ứng khác. Cho phản ứng N2 cộng O2 ra 2NO. Ở 25 độ C, hằng số cân bằng của phản ứng KC là bằng 4,1 nhân 10 mũ trừ 31. Ở đây giá trị của hằng số cân bằng là rất nhỏ, nhỏ hơn 1 rất nhiều. Điều này có nghĩa là phản ứng nó sẽ không thuận lợi theo chiều thuận mà lại thuận lợi theo chiều nghịch, nên là các chất đầu gần như là chưa phản ứng với nhau, chỉ tạo ra một lượng sản phẩm cực kỳ ít. Vậy thì chốt lại, nếu hằng số cân bằng của phản ứng lớn hơn rất nhiều so với 1 thì phản ứng thuận sẽ diễn ra thuận lợi và các chất sản phẩm sẽ chiếm phần lớn hơn. Và ngược lại, nếu hằng số cân bằng nhỏ hơn rất nhiều so với 1 thì phản ứng nghịch sẽ diễn ra thuận lợi và các chất ban đầu sẽ chiếm phần lớn hơn. Như đã nói ở trên thì khi đạt trạng thái cân bằng, phản ứng nó vẫn tiếp tục xảy ra với tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch. Nhưng nếu ta thay đổi các điều kiện như là nhiệt độ, nồng độ, áp suất thì cân bằng hóa học sẽ bị chuyển dịch theo chiều thuận hoặc chiều nghịch tùy từng phản ứng. Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? Thầy sẽ đi vào từng ví dụ cụ thể nhé. Trước tiên, ta xét yếu tố nồng độ. Thầy sẽ thiết kế một thí nghiệm như trên màn hình. Trong bình cầu chứa Y2, chất xúc tác, và khí H2. Đun nóng bình cầu, H2 sẽ phản ứng với Y2 để tạo ra HI. Sau một thời gian, tắt ngọn lửa, phản ứng đạt trạng thái cân bằng. Lúc này trong bình cầu chứa 3 chất gồm H2, Y2 và HI đang nằm cân bằng với nhau. Màu tím trong bình là do Y2 thăng hoa đấy các em nhé. Nếu thầy thêm HI vào trong bình cầu, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Để thiết lập lại cân bằng, một phần HI sẽ chuyển hóa theo chiều nghịch để tạo thành Y2 và H2. Và tao nói cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Ngược lại, nếu thầy loại bỏ bớt HI ra khỏi bình phản ứng, cân bằng cũng bị phá vỡ. Để thiết lập lại cân bằng, H2 và Y2 sẽ phải phản ứng với nhau để tạo thành HI bù lại một lượng HI đã mất. Lúc này, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, nghĩa là chiều tạo ra thằng HI đấy nhá. Tương tự, nếu thêm H2 hoặc Y2 vào bình phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Rồi, đến đây các em hãy dừng video đoạn một lúc đi và tự giải thích đi xem nào. Rồi, thầy giải thích nhá. Giả sử này, nếu thầy thêm Y2 vào bình phản ứng, Y2 nó đang nhiều, thì để giảm số lượng Y2, nó sẽ phải phản ứng với H2 để tạo thành HI. Lúc này, cân bằng sẽ chuyển dịch
theo chiều tạo ra HI, nghĩa là theo chiều thuận đấy nha. Rồi, có một chú ý nhỏ nhỏ này là nếu trong phản ứng mà có chất rắn thì việc thêm hoặc bớt lượng chất rắn hầu như không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng đâu nha. Tiếp tục, xét yếu tố áp suất cho phản ứng NO2 và N2O4. Hai thằng này chuyển hóa qua lại cho nhau. Như ở phần đầu bài học, ta đã biết là khí NO2 có màu nâu đỏ, còn khí N2O4 không màu. Ở đây các em chú ý này, ở bên trái hệ số là 2, còn ở bên phải hệ số là 1. Nếu ta tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm hệ số. Ngược lại, nếu ta giảm áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng hệ số. Rồi, quay trở lại phản ứng đầu tiên đi. Trong cái xi lanh bây giờ chỉ có khí NO2 màu nâu đỏ thôi. Nếu thầy nén cái xi lanh lại, nghĩa là thầy tăng áp suất lên, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm hệ số, nghĩa là chuyển sang chiều thuận, sinh ra khí N2O4 không màu. Đấy, thì lúc này dưới đây trong xi lanh có cả hai khí NO2 và N2O4. Được chưa nhỉ? Ngược lại, nếu thầy kéo cái xi lanh ra, nghĩa là áp suất bị giảm đi, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng hệ số, nghĩa là chuyển dịch sang chiều nghịch đấy, sinh ra khí NO2, nên là màu nó sẽ đậm lên. Được chưa nhỉ? Thế lấy một ví dụ khác nhé. Xét phản ứng cho thằng carbon cộng nước ra CO cộng với H2. Ở đây thằng C này nó là chất rắn. Áp suất không ảnh hưởng đến chất rắn, nên thằng C không được xét trong phương trình này. Hệ số của các chất đều là 1 thôi. Tổng hệ số ở bên trái là 1 và bên phải tổng hệ số là 2. Nếu ta tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch sang chiều làm giảm hệ số, nghĩa là chuyển dịch sang chiều nghịch. Còn nếu mà ta giảm áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch sang chiều làm tăng hệ số, nghĩa là chuyển dịch sang chiều thuận đấy các em nhé. Rồi, cuối cùng này. Cuối cùng là yếu tố nhiệt độ. Khi thay đổi nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều ngược lại của việc thay đổi đó. Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? Chi tiết hơn một chút nhé. Nếu phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt, nghĩa là chiều thuận đang là chiều tỏa nhiệt, nhiệt độ đang tăng lên. Khi gia tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, nghĩa là chiều nghịch. Nhưng nếu ta giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Ngược lại, nếu phản ứng đang là phản ứng thu nhiệt, nghĩa là chiều thuận đang là chiều thu nhiệt, nhiệt độ đang lạnh đi. Nếu tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, nghĩa là chuyển dịch sang chiều thuận. Nhưng nếu giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Vẫn khá mông lung đúng không? Đi vào luôn ví dụ nhé. Thầy vẫn lấy phản ứng thuận nghịch của NO2 và N2O4. Phản ứng này có delta H là -58 kJ trên mol. Khi phản ứng được viết thế này, nghĩa là phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt các em nhé. Thầy sẽ làm một thí nghiệm như sau. Thầy có một dụng cụ thí nghiệm có hai nhánh đều chứa khí NO2 màu nâu đỏ bên trong. Một nhánh thầy ngâm trong cốc đá. Theo các em thì nhánh ống nghiệm được ngâm trong cốc đá sẽ có sự thay đổi như thế nào? Ngâm trong cốc đá thì nhiệt độ sẽ bị giảm đi, mà đây là phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận, nên cân bằng sẽ bị chuyển dịch theo chiều thuận, nghĩa là tạo ra nhiều khí N2O4 hơn, nên màu sẽ bị nhạt đi. Được chưa nhỉ? Rồi, các yếu tố làm thay đổi chuyển dịch cân bằng đều tuân theo nguyên lý Neuchâtelier. Nội dung của nguyên lý Neuchâtelier như sau. Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng. Khi chịu tác động từ bên ngoài như là biến đổi về nồng độ, áp suất hay là nhiệt độ, thì cân bằng sẽ bị chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động đó.
Rồi, thì bài học ngày hôm nay cũng khá dài rồi. Chúng ta cùng sang phần bài tập để củng cố kiến thức nhé. Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta vào phần bài tập đây. Thì cái file bài tập thầy vẫn để bên dưới thôi. Các em tải về rồi làm trước đi nhá. Rồi sau đó hướng lên màn hình xem thầy chữa bài. Ok chưa nhỉ? Rồi, bắt đầu đây. Từ câu 1 luôn này. Câu 1 này. Một phản ứng hóa học ở trạng thái cân bằng khi. Câu A. Phản ứng đã kết thúc, phản ứng thuận đã kết thúc, sai. Phản ứng nghịch đã kết thúc, sai. Tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bằng nhau, đúng. Phần lý thuyết thì đã giảng rồi, đúng không? Nồng độ chất tham gia và sản phẩm như nhau, sai. Phản ứng đạt trạng thái cân bằng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch, thế thôi. Và nhớ nhá, là khi tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch, phản ứng nó vẫn tiếp tục xảy ra nhá, chứ nó không dừng lại đâu. Rồi, câu 2 đi. Câu 2 là cho các phát biểu sau. Đấy, người ta cho 4 phát biểu. Rồi người ta hỏi số phát biểu đúng. Rồi, câu A này. Giá trị của hằng số cân bằng KC lớn thì sản phẩm chiếm lượng nhỏ. Đây, thầy nhắc lại lý thuyết thôi. Nếu KC này mà lớn hơn rất nhiều so với 1 thì phản ứng xảy ra gần như hoàn toàn. Gần như hoàn toàn. Mà phản ứng xảy ra gần như hoàn toàn thì sao nhỉ? Thì bọn sản phẩm, bọn chất đầu trước đi, chất đầu hay gọi chất tham gia đấy, chất đầu gần hết, còn một lượng rất nhỏ thôi, còn một lượng rất nhỏ chất đầu thôi, và sản phẩm chiếm ưu thế, có nghĩa là sản phẩm rất nhiều đấy so với cả chất đầu, đúng không nhỉ? Rồi, như vậy là câu A, hằng số cân bằng KC lớn thì sản phẩm chiếm lượng nhỏ, sai luôn. Câu B này, giá trị hằng số cân bằng KC nhỏ thì phản ứng xảy ra gần như hoàn toàn. Đấy, câu này thì ngược lại thôi. KC mà rất lớn thì phản ứng xảy ra gần như hoàn toàn. Nếu KC rất nhỏ thì phản ứng gần như là chưa xảy ra. Nó xảy ra một lượng rất nhỏ thôi. Nó chỉ xảy ra một lượng rất ít, rất bé thôi. Nha. Vậy câu B cũng sai. Đúng không? Câu C, xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học. Câu này là đúng. Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học. Thứ nhất là nhiệt độ. Thứ hai là nồng độ. Thứ ba là áp suất. Đúng không? Xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng chuyển dịch hóa học. Xúc tác chỉ làm phản ứng xảy ra nhanh hơn, đạt trạng thái cân bằng nhanh hơn thôi. Nha, chú ý nha. Câu D, khi đạt trạng thái cân bằng, phản ứng dừng lại, sai luôn, vừa nói xong, vậy đáp án là 1 rồi, đúng không nhỉ? Ok. Câu 3 này. Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là, đấy, chuyển dịch cân bằng thôi. Câu này quá đơn giản rồi, đúng không? Câu 4 này. Đấy, câu 4 này là trong đề thi khối A năm 2009. Đấy. À, cho các cân bằng sau. Rồi, người ta cho 4 cái phản ứng. Rồi người ta hỏi là khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch. Thì đây thầy nhắc lại cái ảnh hưởng của áp suất lên đến lên chuyển dịch cân bằng nhá. Áp suất này, nếu tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển sang chiều làm giảm hệ số đúng không? Đấy, nếu tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch sang chiều làm giảm hệ số, còn nếu giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng hệ số. Và các em chú ý nhá, là chỉ có chất khí nó mới bị ảnh hưởng bởi áp suất thôi, còn chất rắn sẽ không bị ảnh hưởng đâu nhá. Đấy, nhớ đấy.
chất rắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp suất đâu. Rồi, tóm lại là khi tăng hoặc giảm áp suất, cân bằng sẽ bị chuyển dịch với điều kiện là hệ số ở bên trái với hệ số ở bên phải là phải khác nhau. Đây là chiều giảm hệ số này và chiều tăng hệ số này. Đấy. Hệ số ở bên trái và hệ số ở bên phải của phản ứng là phải khác nhau thì lúc đấy thay đổi áp suất mới bị chuyển dịch được. Đã. Rồi, xem luôn bốn ý này. Phản ứng đầu tiên, SO2 cộng O2 sẽ SO3, hệ số là 2 này, hệ số là 1 này, thằng này là 2 này. Như vậy, ở bên trái, tổng hệ số là 3, còn ở bên phải, hệ số là 2. Đó, như vậy, bên trái và bên phải, hệ số đã khác nhau. Thay đổi áp suất, cân bằng sẽ bị chuyển dịch. Nhá. Còn chuyển dịch sang bên nào thì người ta không hỏi, người ta chỉ hỏi là không bị chuyển dịch thôi. Chứ người ta không hỏi là chuyển sang bên nào nhá. Như vậy câu ý 1 này là khi thay đổi áp suất, cân bằng sẽ bị chuyển dịch. Được chưa? Rồi, sang ý số 2 này. N2 hệ số là 1. Người ta không ghi hệ số thì chúng ta tự hiểu hệ số nó là 1. Thằng này là 3. Thằng này là 2. Như vậy tổng hệ số ở bên trái là 4. Đấy, 4. Còn bên này hệ số là 2. Đấy. Bên trái và bên phải có sự chênh lệch về hệ số. Như vậy khi thay đổi áp suất, cân bằng sẽ bị chuyển dịch. Không được. Ý số 3. Ý số 3 hệ số của CO2 là 1. Thằng này cũng là 1. 1. 1. Đấy. Ở bên trái tổng hệ số là 2. Bên phải tổng hệ số cũng là 2. Bên trái và bên phải hệ số là giống nhau. Như vậy khi thay đổi áp suất, cân bằng không bị chuyển dịch. Câu 3 được. Câu 4 tương tự thôi. Thay hệ số 2 này. Thay hệ số 1. Hệ số 1. Vậy tổng hệ số bên này là 2. Thế thôi. Đúng không? Bên trái và bên phải giống nhau rồi. Hệ số giống nhau rồi. Tổng hệ số bằng nhau rồi. Thay đổi áp suất, cân bằng không bị chuyển dịch. Vậy đáp án là 3 và 4. Đấy, rất đơn giản, đúng không? Đây là một câu trong đề thi đại học khối A năm 2009, rất đơn giản. Rồi, sang câu 5 này. Câu 5. Câu 5 cũng là một câu trong đề thi đại học khối B năm 2010. Đấy, ngày xưa nhá, ngày xưa thì thi đại học người ta sẽ chia làm hai khối là khối A và khối B. Trong đó thì hóa của khối B sẽ khó hơn hóa khối A. Được chưa? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2016 hay là 2015 gì đấy thì không nhớ lắm. Thì người ta sẽ không còn chia khối A, khối B nữa. Không còn chia đề thi của khối A, khối B nữa. Mà thi chung một đề. Rồi, câu 5 này. Câu 5 cho các cân bằng sau. Rồi, người ta cho 4 cân bằng. Người ta bảo khi giảm áp suất của hệ, cân bằng sẽ bị chuyển dịch theo chiều nghịch. Đấy, cân bằng nào sẽ bị chuyển dịch theo chiều nghịch. Rồi. Vẫn ấy thôi, nhắc lại lý thuyết thôi. Đây này, tăng áp suất này, cân bằng chỉ theo chiều làm giảm hệ số này, giảm áp suất chiều làm tăng hệ số này, được chưa? Rồi, xét từng ý đi. Ý số 1 này, hệ số là 2, H2 hệ số 1, I2 hệ số 1, tổng hệ số là 2. Như vậy cân bằng số 1 không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất, vừa nói xong, đúng không? Không xét thằng 1 nữa. Thằng số 2. Thằng số 2, chú ý này, CaSO3. Thằng này là chất rắn. Đấy, solid đấy, S là chất rắn đấy, như vậy không được xét vào. Thằng này cũng là chất rắn, không được xét vào hệ số. Thằng này hệ số 1. Được chưa? Như vậy là cái thằng số 2 này, hệ số ở bên trái là 0. Vì không có chất nào mà, hệ số là 0. Còn ở bên phải, hệ số là 1 vì không tính cái thằng CaO, chỉ tính hệ số của CO2 thôi. Đấy. Thì khi giảm áp suất, đây, giảm áp suất, áp suất thì hiệu là P nhá, cân bằng chuyển dịch.
theo chiều làm tăng hệ số. Đúng không? Theo chiều làm tăng hệ số, giảm áp suất. Đây, thì đối với quy trình số 2 này, khi giảm áp suất, chuyển cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng hệ số. Chiều bên trái hệ số là 0, bên phải hệ số là 1. Chiều làm tăng hệ số là chiều thuận. Đúng không? Từ 0 sang 1 là chiều tăng hệ số. Như vậy ý số 2, khi giảm áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Ý số 2 sai. Được chưa? Rồi, tiếp này, tiếp ý số 3 này. Ý số 3 thằng FeO, thằng chất rắn cũng không được xét vào. Sắt chất rắn cũng không được xét vào. Hệ số của CO và CO2 đều là 1. Đấy, hệ số của hai bên bằng nhau. Cân bằng sẽ không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất. Được chưa? Rồi, sang ý số 4 đi. Hệ số của O2 là 1. Như vậy tổng hệ số bên này là 3. Thằng này hệ số 2. Đúng không? Chuyển dịch. Ở đây là khi giảm áp suất, cân bằng sẽ bị chuyển dịch theo chiều tăng hệ số. Chiều tăng hệ số là chiều từ 2 sang 3 này. Đấy. Bên phải hệ số đang là 2. Bên trái hệ số đang là 3. Như vậy chiều từ bên phải sang bên trái là chiều tăng hệ số. Và khi giảm áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Được. Như vậy chỉ có một phương trình thôi, một cân bằng thôi nhá. Hiểu chưa? Rồi, câu 6 đây. Câu 6 cho câu 6 cũng là đề thi đại học khối B năm 2011. Cho cân bằng hóa học sau. Vẫn cho SO2 cộng O2 ra SO3 thôi. Ở đây thầy viết nhầm nhá. Đây là delta H. Delta H nhỏ hơn không? Delta H nhỏ hơn không? Đây phản ứng tỏa nhiệt rồi. Rồi. Cho các biện pháp sau. Đấy, người ta cho 6 biện pháp này. Người ta hỏi những biện pháp nào làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Ok. Chiều thuận. Ý số 1. Tăng hệ, tăng nhiệt độ. Ở đây phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt. Có nghĩa là chiều thuận đang là chiều làm tăng nhiệt độ. Nếu ta tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Đó. Vậy cái số 1 này là nghịch. Không được. Số 2, tăng áp suất, tăng áp suất. Ở đây hệ số thằng này là 2 này, hệ số thằng này 1. Vậy 1 tổng hệ số ở đây sẽ là 3. Thằng này hệ số là 2, đúng không? Tăng áp suất, tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm hệ số. Đây, chiều làm giảm hệ số là chiều này. Từ 3 sang 2 là giảm hệ số. Như vậy sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Ai thuận. Được. Hạ nhiệt độ. Đấy, tăng nhiệt độ thì chuyển dịch theo chiều nghịch thì hạ nhiệt độ sẽ chuyển dịch theo chiều thuận thôi. Quá đơn giản. Được. Thêm chất xúc tác, thầy vừa nói xong, chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân chuyển dịch cân bằng. Không được. Giảm nồng độ SO3, giảm nồng độ SO3 có nghĩa là thằng này SO3 này bị giảm đi thì muốn tăng cái SO3 trở lại, tăng SO3 trở lại thì bọn hai thằng này nó lại phản ứng với nhau để chuyển thành SO3 để bù lại lượng SO3 đã bị mất. Như vậy giảm SO3 đúng là theo chuyển thuận. Giảm áp suất chung của hệ. Ở trên này ý số 2 này, tăng áp suất thì nó theo chiều thuận. Như vậy số 6 này giảm áp suất nó sẽ theo chiều nghịch. Đó. Số 5 được nhá. Như vậy đáp án 2, 3, 5. Đáp án D. Được chưa? Câu 7 đây. 7 đây. 7 là đại học khối B năm 2012. Cho phản ứng như trên màn hình. Delta H bằng âm hai tỏa nhiệt thôi. Tỏa. Hai biện pháp làm chuyển dịch
cân bằng theo chiều thuận. Tỏa nhiệt thì muốn theo chiều thuận là phải giảm nhiệt độ nhá, phải giảm nhiệt độ. Đấy, thằng nào tăng nhiệt độ loại luôn, CD loại luôn, loại bọn CD đi. Đấy, vì nó là tỏa nhiệt mà. Phản ứng theo chiều thuận đang làm nhiệt độ tăng lên, muốn theo chiều thuận thì nó phải giảm nhiệt độ đi. Trong phần lý thuyết thầy giảng rất kỹ ở đây đúng không? Thứ nhất là giảm nhiệt độ. Rồi, số 2 tăng áp suất à? Hay giảm áp suất đây? Ở đây hệ số 1 này, bên này tổng hệ số là 4, bên này hệ số là 2. Thì muốn sang chiều thuận thì phải tăng áp suất đúng không? Vì tăng áp suất cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm hệ số. Đấy, chiều làm giảm hệ số đây. Từ 4 sang 2 là giảm hệ số. Như vậy nó phải giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Rồi, câu 8. Câu 8 là câu trong đề thi đại học khối A năm 2008. Đấy, cách đây mười mấy năm đấy, 15 16 năm đấy nhà. Câu 8 này cho các cân bằng, đấy, người ta cho bốn cân bằng như trên màn hình. Người ta hỏi gì đây? Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch. Các em chú ý nhá. Câu này người ta chỉ hỏi là cân bằng nào bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất thôi, chứ người ta không hỏi là chuyển dịch theo chiều thuận hay theo chiều nghịch nhá. Nên là mình không cần phải xét theo chiều thuận hay chiều nghịch làm gì, mình chỉ cần xét xem là hệ số của hai bên nó như nào thôi. Đấy. Người ta hỏi cân bằng bị chuyển dịch. Có nghĩa là mình chỉ cần quan tâm đến là hệ số của hai bên nó khác nhau thôi là cân bằng đã bị chuyển dịch rồi. Nha. Rồi. Hệ số 1. Vậy tổng hệ số đây là 4. Hệ số 2. Như vậy đã có sự khác hệ số. Số 1 được. Số 2, hệ số 1. 1. Vậy tổng hệ số đây là 2. 2 cũng là 2. Không bị chuyển dịch khi theo đuổi áp suất. Số 3, hệ số là 1 này. Tổng hệ số ở đây là 3. Tài 2. Đấy, tài có thay đổi khi thay đổi áp suất. Tài hệ số 2 này, tài hệ số 1. Đấy, cũng bị thay đổi. Vậy đáp án 134. Rồi, câu 9 này. Sắp xong rồi. Câu 9 này. Câu 9 cho các cân bằng sau. Đấy, người ta cho 5 5 cái phản ứng. Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng số 1 bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng nào? Đấy, ý người ta hỏi là như thế. Được chưa? Trước tiên viết biểu thức KC nhá. Phương trình số 1 này, KC nó sẽ bằng nồng độ của HI bình phương trên nồng độ của H2 và nồng độ của I2. Đấy, cái này bằng 64. Được chưa? Ở đây thầy ký hiệu KC1 đi. KC1 thể hiện nó là ở của phương trình 1. Rồi. Trước tiên mình cứ viết cái KC của tất cả các phản ứng ra nhá, rồi xét sau. KC2 này nó sẽ bằng HI trên H2 mũ 1 phần 2 nhân với cả I2 mũ 1 phần 2. Đấy, vì hệ số của H2 và I2 đều là 1 phần 2 mà, đúng không? Hệ số HI là 1 nên là không có số mũ. Rồi, số 3 đi. KC3 nó sẽ bằng lấy sản phẩm ở trên tỉ số H2 mũ 1 phần 2, vì hệ số là 1 phần 2 mà, nhân với cả I2 mũ 1 phần 2 trên HI. Đó. Rồi, tiếp KC4 đi. KC4 nó sẽ bằng H2 nhân với cả I2 trên HI bình. Đó. Còn KC5 tương tự thôi.
KC5 nó sẽ bằng nồng độ của HI bình phương trên. Ở đây các em chú ý nhá, thằng Y2 này, Y2 này người ta cho là chất rắn solid đấy, ký hiệu là S. Mà chất rắn thì nó không có nồng độ, chỉ có chất lỏng với chất khí, dung dịch với chất khí, với cả chất khí là có nồng độ thôi, còn chất rắn nó không có nồng độ nên chất rắn không được xuất hiện ở phương trình KC. Vậy nó chỉ là HI bình trên H2 thế thôi, chứ còn Y2 nó không được xuất hiện ở trong cái KC này vì nó là chất rắn đối với phương trình số 5 này nha. Rồi xét đi, ở đây KC K1 KC1 bằng 64 đúng không, KC2 này các em chú ý nhá, hệ số của HI ai hệ số của phương trình số 1 và phương trình số 2 đây, các số mũ của các chất nó đều bị giảm đi 2 lần đúng không nhỉ, đúng không? Như vậy suy ra KC2 nó sẽ bằng căn bậc 2 của KC1 đúng không, vì đây này, ở trên này thằng hệ số 2 này, ở dưới thằng hệ số 1 này, à quên, số mũ trời ơi, số mũ ở bên trên là 2, bên dưới số mũ là 1 đúng không. Như vậy là cái số mũ đã gấp nhau 2 lần, trên này cũng thế, số mũ là 1, thay cũng số mũ cũng là 1 đó, cũng bị giảm đi 2 lần xuống bên dưới. Thì như vậy KC2 nó sẽ bằng căn bậc 2 của KC1 và bằng căn 64 bằng 8 đó. Được chưa? Tiếp này, đối với KC3 đi, KC3 này đấy, KC3 này thì sao đây, KC3 này thì thứ nhất là KC3 này là nó ngược lại so với KC1 và số mũ của nó cũng bị giảm đi 2 lần, như vậy suy ra KC3 sẽ bằng 1 trên KC1 và phải căn bậc 2 đó đúng không, vì đây là các em nhìn này, cái thằng này nó đang là trên, nó đang là dưới mẫu số. Đối với KC3 người ta lại cho lên tử số đúng không, đúng không? Thế như vậy là gì, đây thầy xóa đi thầy viết lại cho dễ nhá. Thế như vậy là gì, như vậy là KC3 với KC1 là nó nghịch nhau. Thêm một điều nữa là số mũ của KC3 chỉ bằng 1 phần 2 số mũ của KC1 thôi, như vậy phải thêm căn bậc 2 vào và sẽ bằng 1 trên 64 căn bậc 2 và bằng bao nhiêu đây, máy tính đâu, máy tính đâu, 1 chia 64 căn bậc 2 bằng 0,125 đó, 0,125 đấy, thì đáp án là phương trình số 3 rồi, nhưng mà thầy vẫn là giải nốt cái số 4 nhá. KC1 và KC4 này nó cũng bị nghịch nhau, đây cái thằng này đang ở dưới mẫu đấy, đang ở dưới mẫu nó bị cho lên trên đầu, còn thằng này đang ở dưới, đang ở trên tử nó bị cho xuống dưới mẫu. Như vậy là KC4 nó sẽ bằng là 1 trên KC1 đúng không, đúng không? Nhưng ở đây cái số mũ của bọn này là giống nhau nhá, đây là số mũ này, đấy, số mũ giống nhau, đây cũng là 1 1, đấy như vậy sẽ không có căn bậc 2 nữa và chỉ là nghịch phân số thôi, đảo phân số thôi, đấy sẽ bằng 1 trên 64
Đấy, thì đây bằng nhiêu đây? 1/64 và bằng 0,015625. Không được. Vậy ở đây chỉ có KC3 thôi, KC3 bằng 0,125 nhá. Từ số 3. Dạ. Đấy, đây là câu hỏi trong đề thi đại học khối B năm 2010. Rồi, sang câu 10 đây. Câu 10 này. Cho các phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định, N2 cộng 3H2 thành 2NH3. Nồng độ mol ban đầu của N2 và H2 lần lượt là 0,21 và 2,6. Biết KC của phản ứng là 2. Người ta yêu cầu tính nồng độ cân bằng mol trên lít đấy của N2H2 và NH3 tương ứng. Rồi. Đơn giản thôi. Viết phương trình đã. N2 cộng 3H2. Ở đây phải cần nhiệt độ và xúc tác thì phản ứng mới xảy ra được. 2NH3. Rồi, ban đầu này, ban đầu người ta cho nồng độ của cái thằng N2 là 0,21. Đó. Còn thằng H2 là 2,6. NH3 chưa có gì thì sẽ là 0. Đây là ban đầu. Được chưa? Phản ứng. Đó, phản ứng. Phản ứng ở đây thì thầy chưa biết nó phản ứng là bao nhiêu. Chưa biết nó phản ứng là bao nhiêu. Nên giả sử thằng N2 này phản ứng là x thì thằng H2 phản ứng sẽ 3x. Vì hệ số của H2 gấp 3 lần hệ số của N2 mà, đây này, hệ số này 3 này, còn thằng này hệ số 1 thôi, gấp 3 lần. Và thằng NH3 sẽ là 2x. Đấy. Đúng không? Như vậy là lúc cân bằng thì nồng độ của N2 còn lại sẽ là 0,21 chữ x. H2 còn lại sẽ là 2,6 chữ 3x. Và thằng NH3 này còn lại sẽ à NH3 sinh ra sẽ là 0 cộng 2x. Và nó sẽ là 2x thôi nhá. Chú ý nhá là ở bên bên trái là bên các chất tham gia là lấy ban đầu trừ phản ứng, nhưng ở bên sản phẩm sẽ là lấy ban đầu cộng với cả phản ứng nhá. Đây này, 0 cộng 2x này. Rồi. Suy ra thôi. Suy ra KC sẽ bằng 2x bình phương, vì hệ số của NH3 là 2 mà, chia cho 0,21 trừ x. Đây, 0,21 đây. Hệ số 1 nhân với cả 2,6 trừ 3x. Hai hệ số 3. Mũ 3. Và đề bài cho KC nó bằng 2. Đó. Ở đây thì giải tay sẽ hơi 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 khó đấy. Các em bấm máy cho máy tính nó tự giải đi. Bạn nào mà chưa biết bấm máy tính để máy tính nó tự giải thì có thể xem trên mạng nhé. Người ta dạy cách giải phương trình một ẩn trên máy tính Casio đấy. Hoặc bạn nào chưa biết thì có thể nhắn tin cho thầy để thầy hướng dẫn. Hai. Rồi. Đợi tí để nó giải các em nhé. Để nó giải phương trình này máy tính của thầy hơi lởm nên là hơi lồng tí. Hơi lồng tí. Đợi tí đây, hơi lâu. Máy tính này có từ thời thầy thi đại học. À, xem nào, là bao nhiêu năm rồi? 12 năm rồi.
Đấy, 12 năm thế vẫn dùng cái máy tính này nên là nó hơi lâu một tí. Thầy viết sẵn ở đây x bằng. Ơi, trong lúc đợi nó tính thì chúng ta sang ôi rồi không thể giải rồi, trời ơi. Má. Quỷ quá mất. Nên để thấy nhầm thôi mà. Ai nhìn hơi quê nhỉ. Không nhầm được, trời ạ. Nhầm làm sao được phương trình này nhỉ? Đợi tí nhá, đợi tí để thầy tự nhầm nhá. Chấm 2. Thầy nghĩ là 0.2. Đúng luôn. X bằng 0.2. Thầy thề với các em là thầy chưa làm bài này, thề với các em luôn. Thầy chưa làm bài này. Và thầy cũng không biết đáp án bài này là bao nhiêu. Thầy vừa nhẩm, thề với các em luôn. Đỉnh 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 đỉnh. Rồi, x bằng 0.2. Ở đây thì các em có thể giải bằng máy tính nhá, chứ các em không giải tay được cái này đâu. Không giải tay được 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 phương trình này đâu. Máy tính của các em hiện đại thầy nghĩ là sẽ giải được. Máy tính bây giờ hiện đại sẽ giải được. Cái máy tính này của thầy mười mấy năm rồi. Đây mười mấy năm rồi. Thế là giải nó hơi lởm một tí, không giải được. Thầy vừa nhẩm ra được đấy. Tại sao thầy nhẩm được thì thầy vừa dựa vào đáp án. Thầy vừa dựa vào đáp án để thầy nhẩm ra. Chứ thầy thề với các em là thầy không biết câu này đáp án là bao nhiêu và thầy cũng chưa từng giải bài này nhá. Rồi như vậy x bằng 0.2 và người ta hỏi gì đây, nồng độ cân bằng của bọn này tương ứng. Thế như vậy nồng độ của N2 nó sẽ bằng 0.21 trừ x. X ở đây là 0.2 thôi, trừ 0.2 bằng 0.01. Rồi còn nồng độ của H2 sẽ bằng là 2.6 trừ 3 nhân 0.2. Đây này. Thay x vào thôi. Nó sẽ bằng là 2 đơn vị vào nhá. Và nồng độ của NH3 nó sẽ bằng là 2 nhân 0.2 và bằng 0.4 m. Vậy đáp án là gì đây? Đáp án là B. Rồi, câu 11 đây. Nhiều bạn xem video này thấy thầy nhẩm được lại bảo thầy cầu diễn, lại bảo thầy diễn trước rồi mới lên giảng, giải bài tập giả vờ nhẩm được, nhưng mà thực sự thầy vừa nhẩm được nhé. Cái gì quan trọng mình phải nhắc đi nhắc lại mấy lần. Rồi câu 11 này. Một bình kín có dung tích không đổi chứa hỗn hợp N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0.3 và 0.7. Sau phản ứng tổng NH3 sẽ cân bằng ở nhiệt độ T0 độ C. H2 chiếm 50% thì tích hỗn hợp thu được. Làm cho cân bằng rồi, biết phương trình. Xúc tác áp suất này. Ở trên mình thiếu áp suất. Rồi, ở đây ban đầu này. Ban đầu đề bài cho thằng N2 là 0.3, 2.7. Còn NH3 đương nhiên nó không rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Phản ứng thì mình chưa biết nó phản ứng là bao nhiêu. Vẫn giả sử thằng này x này, thằng này 3x và thằng này 2x sau phản ứng. Thì thằng này 0.3 trừ x, 0.7 trừ 3x và thằng này là 2x. Được chưa? Người ta cho gì đây? Người ta cho là khi đạt trạng thái cân bằng H2 chiếm 50% về thể tích hỗn hợp thu được. Đó. Chiếm 50% về thể tích. Nó tương ứng với việc là chiếm 50% về số mol. Và cũng tương tự với việc là chiếm 50% về nồng độ. Vậy tóm lại thằng H2
nó sẽ chiếm 50% tổng nồng độ của hỗn hợp thu được. Đấy. Ở đây người ta bảo hỗn hợp thu được này. Hỗn hợp thu được sau sau cân bằng đi, thầy viết đây cân bằng đi cho cân bằng. Hỗn hợp thu được khi cân bằng gồm đây, đây và đây, như vậy là tổng nồng độ của hỗn hợp sau cân bằng nó sẽ là 0,3 trừ x cộng với 0,7 trừ 3x cộng với cả 2x. Đấy, cộng hết bọn này với nhau thôi và nó sẽ bằng là 1 trừ 2x. Đấy. Được chưa? Mà người ta cho cái thằng H2 này chiếm 50%. Có nghĩa là 0,7 trừ 3x nồng độ của H2 đấy trên nồng độ tổng 1 trừ 2x chiếm 50%, mà chiếm 50% có nghĩa chiếm một nửa, sẽ bằng là 1/2, đúng không? Đấy, giải cho thôi, cái bấm máy thôi. Bạn nào thích giải tay thì giải nhé, bạn nào thích bấm máy thì bấm máy. Cái này thì thầy tự tin máy của thầy, phương trình này sẽ giải được, thầy tự tin luôn. 1/2. Ở phần trình dễ này mà nó vẫn lâu vậy. Lên đi. Đấy. Lên rồi các em ạ. Thì máy của thầy giải ra x bằng 0,1. Được chưa? Như vậy, nồng độ của thằng N2 khi đạt trạng thái cân bằng, thằng này sẽ là 0,2 này. Thằng này 0,7 trừ 3x. Thay vào thôi, x bằng 0,1 thì này 0,4. Đây, 0,2. Được chưa? Người ta hỏi là hằng số cân bằng. Vậy KC nó sẽ bằng là 0,2 bình phương. Đây, 0,2 bình phương trên 0,4 mũ 3 nhân với cả 0,2 mũ 1. Đấy, mũ 3, mũ 1 là hệ số của chúng nó nhá. Bằng bao nhiêu đây? Bấm máy thôi. Bằng 25/8. 25/8 nó chính là 3,125, đáp án D. Được chưa? 3,125. Ok, được chưa nhỉ? Câu 12 đây. 12 cho phương trình phản ứng như trên màn hình, người ta trộn 4 chất. Đấy, 4 chất là A, B, X, Y, mỗi chất là 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít. Khi cân bằng, lượng chất X là 1,6 mol, hằng số cân bằng của phản ứng. Rồi, ở đây các em chú ý nhá, ở đây người ta cho 1 mol này, thể tích là 2 lít. Thì việc đầu tiên của mình là phải tính nồng độ đi. Đấy, CM sẽ bằng 1/2 và bằng đấy, thầy viết lại công thức tính CM nhá. CM bằng N trên V. Đúng không? N ở đây số mol, 1/2. V đây thể tích đây này. Thể tích đây này. Đó, 0,5m. Đấy. Và CM của chất X khi cân bằng nhá. Khi cân bằng đây người ta cho này 1,6 chia 2 bằng 0,8m. Đó. Tại sao thầy lại phải tính CM, tính nồng độ như vậy? Vì công thức KC này, công thức của KC nó liên quan đến nồng độ nhá, chứ không phải liên quan đến số mol đâu. Đấy, chú ý. Không liên quan đến số mol đâu mà chỉ liên quan đến nồng độ thôi. Nên là việc đầu tiên thầy đổi các chất sang nồng độ đi đã để tính toán cho nó dễ, không bị nhầm. Được chưa? Rồi, bắt đầu này. 2A cộng B ra 2X cộng 2Y. Đó. Ban đầu
Ban đầu người ta cho bọn này mỗi là thằng là một mon tương ứng 0,5 m, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Vì bốn chất mà, bốn chất mỗi chất là một mon mà. Cân bằng, quên, phản ứng. Phản ứng thì thằng này hệ số 2 này thì thầy giả sử thằng này phản ứng là 2x đi. 2x, thằng 2x và thằng cũng là 2x. Được chưa? Cân bằng. Cân bằng thì thằng này sẽ 0,5 chia 2x. Thằng là 0,5 chia x. Còn thằng ở bên, chú ý nhá, ở bên sản phẩm là phải cộng vào nhau nhá. 0,5 cộng 2x và 0,5 cộng với 2x. Đó. Được chưa? Phải cộng vào nhau đấy nhá. Ở bên chất đầu, chất tham gia là phải trừ, sản phẩm là phải cộng. Rồi, ở đây người ta cho khi cân bằng lượng chất x là 1,6 tương ứng với 0,8 m. Đây, x đâu? Đây thằng này. Đấy, thì 0,5 cộng 2x bằng 0,8. Thì suy ra x bằng 0,15 thôi. Ở đây thầy viết xuống dưới một tí. Vậy x ở đây là 0,5 cộng với 2x bằng 0,8. Thì suy ra x bằng 0,15 thôi. Đúng không? Thay vào thằng này, thay x vào 0,5 trừ 0,3, 0,2, 2, 0,35, 0,8 rồi. Đây, cũng là 0,8 thôi. Đó. Được chưa? Đúng không nhỉ? Rồi. Thế suy ra KC sẽ bằng đây, 0,08 mũ 2 nhân với cả 0,8 mũ 2 hệ số mà chia cho 0,35 mũ 1 vì B hệ số 1 nhân với cả 0,2 mũ 2 vì A hệ số 2 bằng bao nhiêu đây? Là 29,257. Đáp án đây, C đây, 29,26. Ok. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì như vậy là phần lý thuyết và phần bài tập của cái phần cân bằng hóa học này đã xong nhá. Nó thầy đánh giá phần này hơi nặng về lý thuyết, hơi rắc rối một tí. Thì trong quá trình học lý thuyết và làm bài tập có gì không hiểu thì các em hãy để lại comment xuống bên dưới nhá. Thầy đều đọc hết comment của các em và nếu comment nào mà các em thắc mắc hay chưa hiểu thì thầy sẽ giải đáp luôn bên dưới. Được chưa nhỉ? Đừng quên tặng cho thầy một cái subscribe đăng ký và một cái like để ủng hộ thầy nhá. Rồi, hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Tạm biệt, tạm biệt.